chưa chờ tất cả đình trở lại clip của Chung nha. Quá nóng mọi người ơi, tầm khoảng 1 giờ và nãy chỗ này của Chung nè, nguyên một cái phía dưới nó có lỗ đó, cá tra lộn bự lắm, cá tra với cá rô lộn lên bóng nhiều mọi người đó. Chung mới vừa xả dùng xả cám và Chung mới vừa chặt không mấy cái mèo, nó wow, Chung muốn gần chết luôn. Bây giờ Chung sẽ xuống cái chỗ đó, Chung đứng gần chỗ đó, nói chung là dọn chỗ xong hết rồi đó. Xả cám chỗ này là Chung chắc chắn có cá luôn, bảo đảm mọi người. Tại vì thường thường Chung quýnh vào những cái lỗ lục bình mà thường thường nó kín y chang như thế này, mà xả lỗ những chỗ trống này là thả xuống phải có cá tra mọi người, phải có cá tra luôn. Cái đó là theo kinh nghiệm Chung đi quýnh, mà những cái chỗ mà cá tra thường xuyên nó có và mình thả mồi vụ mồi cám và mình quýnh đó nha mọi người. Còn những chỗ như nhiều khi trống như vậy nó cũng có, nhưng mà nó không bằng những cái chỗ mà không bằng những chỗ mà giống trống như vậy đâu. Bởi vậy Chung chạy Chung tìm cái chỗ này dữ lắm luôn, tìm thấy cái chỗ này. Hy vọng là hôm nay nói chắc cú như vậy là quýnh vô ngay cái lỗ này có ít nhất một con cá tra cho mọi người xem nha. Rồi không trời, quan trọng là trời nó có nắng nữa hay không. Nếu nắng nữa thì mình sẽ coi di chuyển đến chỗ nào mát mình quýnh, còn không nếu mà mình dựng vụ được mà cá ăn mình cũng dẫn quýnh chỗ này luôn. Chạy dọc dọc theo tìm những cái điểm như thế này, mọi người quýnh cái thế này rất là đẹp mà có cá. Mấy anh em xe robot nha, mọi người nhấn chuông đăng ký để nhận được nhiều video của Chung. Bây giờ Chung triển khai luôn. 1 giờ trưa rất là nắng, bắt đầu xuống thế cho mọi người. Có thể là thả một lỗ nhỏ bệnh lớn lớn bên đây trong sát bờ cá tra của Giang Ngọc anh em ơi. Trời ơi, một cái hụt. Ê, ê, càng ngày lụm, càng ngày lụm. Nó. Càng ngày lụm nè. Trời ơi, càng này cái ra nhỏ. Quá vậy. Càng kia thập ló, còn càng này gần ăn liền. Cũng được đi. Nhớ kì, ngậm mồi không muốn đi luôn. Con này trọng hơn con tí xíu, trưa xíu xíu. Ơi, con này cũng khá nha. Quần kia là Chung thấy khá rồi đó. Lên được hơi ta, dướng lục bình dài quá đây. Hy vọng là còn. Hy vọng là còn em ơi. Trời ơi, xảy luôn rồi. Ôi trời, uổng thiệt. Gió quá khủng khiếp. Mới nắng lên thắt thì để thì chuyển cũng một mây tới. Mưa tạt kiểu này cái dù chuyện gì cũng nói. Được nó mà cuốn gói lát tạnh mưa ra quýnh anh em. Cái phía này phủ đây như bắt giới luôn. Hơi bị đắng luôn rồi nha. Ê, ăn luôn, thiệt hả, thiệt hả. Rồi nó hụt phong cái thả ra. Ồ, con này ngon anh em ơi. Ôi, con này bự lắm.
hy vọng. Ôi ơi, trời mưa chúng ta chinh phục được một con bự anh em ơi, cây ký á, ủa hơn chứ mọi người, quá đã. Đâu rồi, trời ơi, con này hơn ký anh em, quá sướng, phải nói luôn nè mọi người, nhìn nè cái dù chung nè, trời ơi đã quá. Trời ơi tơi, nãy giờ ăn mấy con bự chú bắt được, nó dướng cái cành cây dưới giờ gì chung chú bắt được rồi. Trời ơi mưa giông tới nè mọi người, trời ơi đã quá đã quá. Cái này kéo mà không dằn con luôn, kéo chứ chung thấy nó ngỡ nước đầu nước mà hơn, có nhớ bình thấp với mình bèn lên luôn. Cái này mà cho nó phập ở dưới là xong phiên rồi, phập dưới nó lên nổi đâu. Ôi quá sướng, chắc phải nghỉ lát mọi người, mưa quá. Thử một hai lưỡi rồi ăn rồi nè. Tụi nó ăn nữa. Quá lớn à. Chắc không ổn quá. Con này nói chung vô liền rồi nè, con này tầm này chưa cầm tay. Vẫn còn thấy lộn nên hơi ráng anh em. Bây giờ quá lớn mưa luôn. Nào bự được con 2kg nữa không? Được rồi, giọt vô lát rồi ra mình tính. Trời mát à. Mưa luôn chứ đừng nói mát. Mọi người thấy sao con mưa trời lại sáng chưa mọi người? Đồ nghề nãy bỏ chạy luôn á. Ồ cái lỗ đó giờ im rồi đó nha. Mình lại xuống tiếp tục hành trình em ơi. Nó thấy có cá lộn tiếp tục hành trình clip nha anh em. Dạy ra ngoài đi ông, dạy ra ngoài đập rỉ lên. Đúng rồi, lội ra ngoài đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó anh em. Ê. Con này cũng quá to nè mày. Thấy lục bình này là mặt mai thôi, chỉ là bắt lên tới trên bờ cũng mới được. Wow. Quá sướng, cái con này vừa tạnh mưa ra nha anh em. Oh, ôi nó phơi gì đâu luôn mọi người, đã thiệt luôn á. Oh. Con này chắc tầm 1,5 kg nè. Cả ký rưỡi tê tái trong người. Trời. Ngồi xuống tới rồi là ăn là mấy chú
cơ hội. Trời ơi trời, nó rô mà ăn cục cám chà ba cho quýnh luôn. Cái nhịp, cái nhịp này. Ơi, nhỏ hay lớn đây, từ từ. Ra ngoài ông cái gì sao vô đó. Quá đã anh em. Đây, siêu phẩm, ô lộn, không được siêu phẩm. Cụ đã tay à. Con này ai ra ngoài đừng có trong nha em ơi, đi ra ngoài ta sao. Đúng rồi thử ra ngoài. Ô bữa sao không nắng lên được ta. Ôi, nó lên được cơ hội ít lắm nha. Chết rồi, con này chắc nghi quá. Nằm dưới lớp đó tiêu tiêu chung luôn à. Lại tiếp tục là hàng ký nữa anh em ơi. Mọi người thấy không ta? Đây. Lại là hàng ký, quá sướng anh em ơi. Đã quá. Nó mà lên được bình được, cứ ngóc đây được là hết giải. Lên tới đây được là cứ từ từ, không cần gấp anh em. Gỡ ra cái rong rêu ra. Quá sướng mọi người.
Con này thì em hai con này miếng như nè, nhưng mà cũng tầm trên ký á. Chỉ con này ha, tầm trên ký. Cá này bữa nay à, cháu gần đây nè, hỗ trợ chung bây giờ đi lên đầu trên quýnh tiếp. Ok, hello hello mấy nhóc. Rồi Phan Trinh phụ chú ơi, thùng cá là 4-5 kg gì đó, lên trợ chú quay cho mọi người coi, để mấy cháu này lên đồ phụ chú á. Từ nãy giờ toàn là 1 kg, 2 kg về không, chưa có 3 kg. Trời ơi trời. Từ nãy giờ là lỗ thứ hai nha nè, vẫn chưa kết quả. Nó cũng ụt mà làm như cái chỗ này nó hơi láng quá. Nó không có giống như cái thế nãy chung quýnh nên nó cá nó không gom nhiều. Bạn cũng ươm râm sắp hết giờ, quýnh lát không có thì mình rút quân luôn em ạ. Bữa nay tính ra cũng phơi lắm, chất lượng. Ơi 45 phút không nhúc nhích phao. Phát thanh báo giờ này là sắp 6 giờ mọi người ơi. Chắc chung lên chung review sơ một số em Hugo cho cả nhà xem. Rồi. Quá đã mọi người. Hôm nay nói chung là chuyến câu hôm nay chung bầu từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn. Rất là sướng luôn. Như vậy các nhà thấy tê tái cỡ nào rồi ha. Quá sướng mọi người. Chúc mọi người xem rô vui. Đúng là mình quýnh rô chuyển qua lấy cần rô quýnh mấy cần cá tra này dở đã thiệt. Giờ nói chung là cũng chiều. Tới giờ về vừa. Khoảng tầm 6 giờ mà trời cũng còn sáng mưa. Tại vì mới mưa xong đang là ấy, sáng. Còn trong là cộng thì mấy em có rô. Như là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. 13 con cá tra, cá tra. Có nhỏ có lớn nha anh em. Mấy con lớn này nãy chung chinh phục quá trời sướng luôn. Rồi chào tạm biệt anh em.